Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình có ghi hình dùm một ông anh ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở gần khu công nghiệp Đông Nam các bạn. Ba bộ mẹ con các bạn. Đứng trước mặt bạn là bộ mẹ con đầu tiên các bạn. Con mẹ này là đang chữa là lứa 3 nha các bạn. Chữa HF bò sữa các bạn. Bò này cao 1m22 bò, đang ôm chữa lứa thứ 3, chữa 3 tháng, HF bò sữa. Nó dẫn con cái HF bò sữa luôn nè các bạn. Dẫn con cái HF bò sữa luôn, cái HF bò sữa được 1m bò. Bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 46 triệu các bạn, 46 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Con F1 bò sữa này nó mát sữa các bạn, lông mướt mượt các bạn ơi. Đây, được mét bò rồi các bạn. Mẹ chữa lại 3 tháng HF bò sữa luôn các bạn. Giá 46 triệu, đang ôm chữa lứa thứ 3. Giá 46 triệu, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Bò nằm ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Gần khu công nghiệp Đông Nam các bạn. Chừng móng hoàn thiện hết, lưng thăng băng. Giá 46 triệu, đang ôm chữa lứa thứ 3 các bạn. Ở con mẹ nè các bạn thấy không? Mẹ cao 1m22 bò. Đang ôm chữa lứa thứ 3, bao chữa bao khám các bạn. Bốn vú đều, rung yếm nghiêm chỉnh, xoay tích nghiêm chỉnh các bạn, chân móng hoàn thiện nè. Xe mặt xe lưng rồi nghiêm chỉnh hết, giá 46 triệu các bạn. Mẹ xin dẫn con cái F1 bò sữa các bạn. Được 1m, giá 46 triệu các bạn. Xe mặt xe lưng rồi nghiêm chỉnh hết. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Các bạn nhớ theo dõi kỹ video cho mình các bạn. Tại vì bò Hà Lan các bạn, mình quay mẹ con hơi riêng lẻ nha các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Đây, bộ mẹ con tiếp theo các bạn. Con mẹ này cao 1m26 bò. Cao 1m26 bò, dẫn cái xin được 1 tháng 10 ngày. Sải tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Dẫn cái xin 1 tháng 10 ngày các bạn. Cái xin đang đứng các bạn thấy không? 1 tháng 10 ngày, sải tích nghiêm chỉnh, 4 vú đều nè các bạn. Chân móng hoàn thiện. Sải tích đúng nha các bạn. Rúng yếm đồ có nha. Dẫn cái xin được một, để được 1 tháng 10 ngày. Cao 1m26 bò. Bò mẹ cao 1m26 bò, giá 37 triệu các bạn. Giá 37 triệu. Đây là bộ thứ hai nha các bạn. Bò mẹ rúng nè. Có rúng nha các bạn. Hơi ít nhưng mà có rúng nha. Rúng yếm nghiêm chỉnh, xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh. Bộ mẹ con này là giá 37 triệu các bạn. 37 triệu. Cái xin được 1 tháng 10 ngày các bạn. Cái xin là cũng sái tích nghiêm chỉnh luôn các bạn. Chân móng hoàn thiện luôn. Giá 37 triệu. Bò mẹ cao 1m26 bò. Bò con đẻ được 1 tháng 10 ngày các bạn. Một cái rúng yếm nghiêm chỉnh nha các bạn. Đây. Đây các bạn thấy không? Anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình các bạn. Bò nằm ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây. Thấy không? Đây là bộ con mẹ con tiếp theo nè các bạn. Con mẹ này thả đực được 10 ngày các bạn. Thả đực là HF bò sữa. Thả đực từ HF bò sữa được 10 ngày. Dẫn đực xin các bạn. Dẫn đực xin. Giá 39 triệu. Bò này cao cũng 1m26 bò luôn các bạn. Dẫn đực xin các bạn thấy không? Đực xin tầm cũng 2 tháng các bạn. Rúng yếm nghiêm chỉnh, sai tích đúng. Đây, đực xin đứng kế bên này các bạn. Đu dài phết đất luôn. Xe mặt xe lưng nghiêm chỉnh các bạn. Chân móng nè. Móng sò. Rúng yếm nghiêm chỉnh. Giá 39 triệu các bạn. 39 triệu. Bộ mẹ con này chủ báo giá là 39 triệu. Đây còn được xin này các bạn không? Đây nó di chuyển mình phải dí theo nó các bạn. Được xin. Các bạn thấy được xin đòn cũng dài các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Bộ mẹ con này chủ báo giá là 39 triệu. Bộ mẹ khả được HF bò sữa được
10 ngày các bạn, giá 39 triệu. Bò mẹ cao 1m26 bò các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.